bác ái đối với môn đệ. Marco chương 9 câu 41. Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Đừng làm cớ cho người khác và cho mình sa ngã. Marco chương 9 từ câu 42 đến câu 50. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. Thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. Thà cụt một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi. Thà chuột mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giỏi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa, như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt, nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em và sống hòa thuận với nhau. Xin thân ái kính chào anh chị em. Hôm nay đã là ngày thứ năm 23 tháng 2 năm 2017. Và đoạn tin mừng chúng ta chia sẻ hôm nay là Marco chương 9 từ câu 41 đến câu 50. Chúa Giêsu thường có một cái cách nói rất là thẳng, rất là mạnh. Có thể đó chính là cái văn hóa ứng xử của người Do Thái. Nhưng đúng hơn, ta thấy Chúa Giêsu nói mạnh như vậy là vì Ngài muốn lay động người nghe, cho họ so sánh rồi cảm thấy thấm thía cái chân lý tin mừng mà người đang rao giảng cho họ. Thực tế chắc không ai hiểu theo nghĩa đen là phải móc mắt này, phải chặt tay chặt chân để được an toàn, để có thể được xin nhập cảnh vào nước trời. Chúa Giêsu muốn cho thấy nước trời quý giá đến mức mà nó vượt qua tất cả mọi giá trị ở đời này. Nó quý hơn thân thể của con người ta, quý hơn cả sinh mạng mình. Nước trời đòi hỏi con người phải đứng vững, không được sa ngã trước các cám dỗ và tội lỗi của thế gian, lúc nào cũng bủa vây trực chờ chung quanh. Cái cung cách sống tích cực lại mời gọi tất cả chúng ta không thụ động, để cứ ngồi đó mà bị tấn công rồi bị quật ngã. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta luôn có sẵn một cái thứ muối của tin mừng. Muốn mà cái muối mà có sẵn ấy luôn 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 có mặn, để nó ướp mặn được các tương quan giao tiếp cư xử đối đãi của chúng ta giữa con người chúng ta với nhau, thì muối phải là muối từ chính Chúa Giêsu. Và muối ấy không những chỉ muối mặn cho các tương quan giữa con người với nhau, mà còn tự ướp mặn cho chính mình, mỗi con người. Nhờ vậy, khi chúng ta được ướp mặn bởi muối tin mừng của Chúa Giêsu, thì chúng ta có một cái sức đề kháng, có thể ngăn ngừa được cái xấu, ngăn ngừa được cái đen, cái tối, cái xấu xa. Nó luôn luôn có cái nguy cơ làm cho đời chúng ta nó ra nhạt nhẽo vô duyên, nó làm cho chúng ta trở thành vô dụng bất tài, không có đóng góp được gì cho cuộc sống, thăng tiến cái xã hội mình đang phục vụ
và cuối cùng nó còn làm cho chúng ta có khả năng đầu hàng sa ngã trước mọi cái khó khăn, mọi cái thách đố. Muối ở đây cũng là giá trị tin mừng. Muối ở đây là chính Chúa Giêsu trao cho ta như là một quà tặng, như một vốn liếng để vào đời. Ngày nào mà chúng ta xa rời Chúa Giêsu, không chọn Chúa Giêsu là thầy nữa, không lấy tin mừng của Chúa Giêsu làm thước đo, làm mẫu mực, là ưu tiên trước mọi thứ giá trị ở đời này, thì coi như muối đời ta nó bị nhạt đi. Và theo Kinh Thánh nói, chỉ còn nước đem đi đổ bỏ mà thôi. Chúng tôi nhớ những cái kỷ niệm thật là độc đáo mà chúng tôi đã may mắn có được trước ngày 30 tháng 4, khoảng năm 72-73. Lúc đó chiến sự ở miền Nam rất là căng thẳng. Rất là nhiều người lính ở các tuyến đầu bị thương, họ được đưa về Tổng Y viện Cộng Hòa, bây giờ nó là Bệnh viện 175, lúc đó gọi là Tổng Y viện Cộng Hòa. Rất nhiều thương bệnh binh họ được đưa về đó cứu cho sống, có khi phải cưa tay cưa chân, đầu thì có khi phải cạo chọc bởi vì những vết thương ở trên đầu, có người mù mắt, có người bị tổn thương ở phía nội tạng, họ nằm một chỗ rất là tội nghiệp, thất vọng, buồn sầu, không biết tương lai rồi sẽ đi về đâu, khi con người của họ chiến đấu thì không thể chiến đấu được nữa, mà quay trở về đời sống dân sự thì không còn giúp ích được cho ai. Lúc đó có một cái sáng kiến rất là dễ thương của giáo sư Francisco Da Cao của chúng tôi, là các bà trong nhóm Legio ở đó, cứ mỗi tuần vào ngày thứ sáu, buổi chiều thứ sáu, thì có một vị ân nhân lái một chiếc xe hơi nhỏ nhỏ chở 5-6 bà đi lên Tổng Y viện Cộng Hòa. Còn mấy cậu thiếu niên như chúng tôi lúc đó 14-15 tuổi, chúng tôi đạp xe đạp lên. Và các bà cứ đi từng phòng bệnh ở trong Tổng Y viện Cộng Hòa để gội đầu cho lính. Chỉ làm công việc gội đầu thôi, không làm chuyện gì khác. Mẹ chúng tôi gửi theo đoàn đó những chiếc khăn mặt, những chiếc quần xà lòn mà mẹ tôi tự tay may, những cục xà phòng. Rồi mấy cậu thiếu niên chúng tôi thì vì là thanh niên khỏe, thiếu niên còn khỏe, nên chúng tôi chạy ra chạy vào để lấy nước đổ vào trong những cái ấm nước giống như cái ấm nước pha trà bằng nhôm. Rồi một đứa nữa thì cầm cái thau ở dưới, cái chậu bằng nhựa ở dưới, cứ thế chúng tôi rót nước ở trên, một người hứng ở dưới, là các bà thì gội đầu cho từng người lính. Phải nói là khi gội đầu cho người lính đó, thì các bà có cái cơ hội để mà chạm đến cái gì đó sâu thẳm nhất ở trong lòng của người lính. Bà cứ rỉ rả, cứ nói, cứ nâng đỡ tinh thần, cứ an ủi, cứ khuyên nhủ. Mà bây giờ theo bản tin mừng của chúng ta ngày hôm nay thì cái đó gọi là ướp mặt, làm cho cái người lính nó cảm thấy mình không còn bị cô đơn, không còn tuyệt vọng, không còn bị bỏ rơi. Thấy là cuộc sống của họ không đến nỗi là tật nguyền như thế là vô ích. Nhưng mà cứ từ từ họ được hồi sinh những cái tình cảm con người. Những người nào là Công giáo thì tìm lại được niềm tin vào Chúa Giêsu. Có những người không phải là Công giáo cũng có thể tìm lại được niềm tin vào cuộc đời. Lúc đó thì chúng tôi còn nhỏ lắm nên chỉ biết phụ các bà Legio thôi. Thì thấy là công việc nó cảm động, công việc nó dễ thương. Những người lính lúc ban đầu thì rất là cứng cỏi. Họ đau khổ, họ nhăn mặt. Thậm chí có người chửi tục chửi thề vì đau đớn, vì tủi hổ. Nhưng mà các bà cứ gội đầu, cứ xoa xà phòng, rồi cứ cào tóc, rồi cứ dội nước, rồi cứ thế, rồi kể cả lấy cái khăn bông để mà lau khô đầu cho người ta, mà miệng thì cứ rỉ rả, cứ nói, má nói con nghe thế này, con ơi, má nói con nè, cứ thế thôi. Những lời rất là tự nhiên, rất là dễ thương của một người mẹ nói với con. Thì chính lúc đó
ướp mặn lại được cái gì đã mất đi, cái gì đã nhạt ở nơi cuộc đời của họ. Lời tin mừng của Chúa Giêsu ngày hôm nay mời gọi chúng ta trước hết để cho chính muối tin mừng của Chúa Giêsu ướp mặn đời chúng ta, rồi chúng ta mới có khả năng để ướp mặn lại những mối tương quan chúng ta có ở trong gia đình, ở trong xã hội. Và đến phiên chúng ta trở thành một cái nguồn cung cấp độ mặn, cái sự mặn mà, lây lan cái tình yêu, cái sự tin tưởng, cái kỳ vọng vào cuộc sống này, ý nghĩa cuộc sống này, lan sang những anh chị em khác, nhất là những người tuyệt vọng, những người nản chí, để rồi chính họ cũng tìm lại được độ mặn của cuộc đời của họ. Xin Chúa đã mời gọi chúng ta là hãy giữ muối đời mình cho luôn mặn, thì Ngài cũng giúp cho chúng ta làm được điều đó. Amen.